kèm đào cam kèm số loại duy. Đây là mã đào cam anh chị nhé. Tất cả sản phẩm đều giống nhau, nó chỉ khác nhau về màu thôi bạn ơi. Đây là mẫu đào cam này, chăn của nó như thế nào, ok chưa? Chăn của nó như thế nào thì ga gối của nó sẽ là như vậy luôn, giống như bộ trên giường ấy. Mã trên giường là mã cầu vồng duy. Đây là mẫu đào cam, ok chưa? Chất liệu là cốt tông poly, vải poly, là sản phẩm dành cho mùa hè. Thế nên anh chị em rất nhiều người vui tính đấy, hỏi Duy là Duy ơi, chăn này có ấm không? Cạn lời luôn, Duy gọi là cạn lời luôn đấy. 199k kèm cúc xanh kèm điện thoại Duy. Đây là sản phẩm dành cho mùa hè, ok chưa? 199k kèm cúc xanh kèm điện thoại. Nó có đẹp không? Đẹp vừa vừa, không đẹp lắm, ok chưa? Hợp lý, đấy Duy phải trả lời như vậy. Tại vì 199k lấy đâu ra mà đẹp? 1 triệu 9 hoặc là 19 triệu đi thì Duy nghĩ nó sẽ đẹp hơn. Duy nghĩ nó sẽ đẹp hơn đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay thì không thể rẻ được hơn rồi. Anh chị em muốn mua một sản phẩm rẻ đúng không? Hợp lý đúng không? Thì không có sản phẩm nào rẻ hơn được nữa. 199k kèm hoa xuyến chi kèm số điện thoại Duy. Đồng phí ship cho một đơn hàng là 30k. Tất cả kích thước giường 1m6, 2m, 1m8, 2m, 2m22. Ngày hôm nay đồng giá hết là 199k một bộ, ok chưa? Anh chị em lấy màu gì comment đúng mã nhá. Duy sẽ qua màu nhanh tiếp này. 199k kèm ếch xanh kèm số điện thoại Duy. Đây là mẫu xanh nhá. Đấy, Duy cứ dơ chăn như vậy, anh chị em nhận hàng là nhận cả bộ, không cần lo về kích thước giường đâu. Đây là mẫu ếch xanh anh chị em nhá. Cứ lên màu kèm số điện thoại đi, các bạn nhân viên của Duy sẽ hỗ trợ cho anh chị em luôn, ok chưa? Thanh toán tại nhà mình, không phải trả tiền trước, không phải thanh toán trước anh chị em nhá. Thanh toán tại nhà mình, bóc ra kiểm tra đúng như trên livestream Duy giới thiệu mới trả tiền, ok chưa? 199k kèm, đây là màu khủng long xanh anh chị em nhá. Khủng long xanh kèm số điện thoại. Kích thước chăn là giống nhau nhá, 1m9 x 2m1 cho Duy. Còn kích thước ga giường là theo kích thước giường nhà anh chị em. 30% cuộc đời dành cho giấc ngủ, Duy bảo rồi ạ. 30% cuộc đời dành cho giấc ngủ đúng không ạ? Mùa đông chúng ta ngủ, mùa hè chúng ta ngủ, ngày nào chẳng ngủ, mà quần áo ngày nào cũng thay. Vậy tại sao không thay chăn ga gối, ok chưa? 199k kèm thỏ hồng kèm số điện thoại Duy. Mã này là mã thỏ hồng anh chị em nhá. Thỏ hồng, ok chưa? Rất là nhiều màu Duy nói rồi ạ. Mấy chục màu cho anh chị em chọn cơ. Quan trọng nhất là số điện thoại chính xác là Duy. Hệ thống sẽ tự động lên đơn, Duy không đọc chốt đơn nữa nhá. Ok chưa? 199k kèm rơi xám kèm số điện thoại Duy. 63 tỉnh thành anh chị em nhá. Lưu ý cho Duy này, ngày nay trên livestream của Duy 63 tỉnh thành, thanh toán tại nhà mình và được kiểm tra hàng trước khi nhận. Đồng phí ship cho một đơn hàng là 30k. Đây là mã rơi xám. Tại vì sao? Tại vì bán rẻ lắm rồi anh chị em ơi, rẻ không thể rẻ được hơn nữa. Duy khẳng định luôn, cái hàng này không thể rẻ được hơn nữa. Đây là mã rơi xám. Còn anh chị em nhận hàng là Duy tuyên bố luôn, riêng cái sản phẩm cốt tông poly này trên thị trường thì hàng nhà Duy là đẹp nhất, khẳng định luôn 100% luôn. Bóc ra kiểm tra mà xem, đây là một ô tô xanh anh chị em nhá. Không nghiễm nhiên mà Duy bán được nhiều đâu, anh chị em yên tâm đi ạ. Không tự nhiên mà Duy bán được nhiều đâu. Hàng nhận hàng mà không giống trên livestream đúng không? Suốt ngày livestream như này kiểu gì cũng bị chửi sắp mặt luôn. 199k kèm ô tô xanh kèm điện thoại Duy, combo anh chị em nhá. Một bộ sản phẩm chăn ga gối dành cho mùa hè, chất liệu là cốt tông poly cho Duy. 199k kèm Doraemon lớn cho Duy. Đây là mã mon lớn nhá, có hai mã nhá. Một là mon lớn, hai là mon bé. Đây là mã mon lớn. 199k kèm mon lớn kèm điện thoại Duy. 63 tỉnh thành. Cứ bóc hẳn ra Duy nói là cứ bóc hẳn ra kiểm tra đi ạ. Thanh toán tại nhà mình, ok chưa? Đồng phí ship cho một đơn hàng là 30k. Đó, nghe kỹ cho Duy nhá. Không có nhiều anh chị em lại bảo Duy miễn ship là thôi Duy bán nhà luôn đấy. 199k kèm mon bé kèm điện thoại Duy. Doraemon bé anh chị em nhá. Nó rất là rẻ rồi, thế nên là không thể miễn ship được. Nhưng đồng phí ship cho một đơn hàng, tức là anh chị em mua hai bộ luôn đi thì nó cũng 30.000 phí ship. Anh chị em mua 3 bộ thì nó cũng 30.000 phí ship. Anh chị em mua 1 bộ thì cũng 30.000 phí ship. Anh chị em mua 1 cái ga cũng 30.000 phí ship. Thế nên là đừng có mua ít, mua nhiều cho nó tiết kiệm. 199k kèm Kitty hồng đậm kèm số loại Duy. Mã này là Kitty hồng đậm anh chị em nhá. Hồng đậm cho Duy. Kitty hồng đậm đó, phải comment đúng tại vì nhiều mã lắm để nó không bị nhầm khi Duy gửi cho anh chị em. Ok chưa? Cứ bóc hẳn ra kiểm tra anh chị em nhá. 199k kèm Kitty hồng nhạt, ok chưa? 63 tỉnh thành, thanh toán tại nhà mình và bóc ra kiểm tra Duy. Đây là màu Kitty hồng nhạt, rẻ nhất của đất rồi Duy nói rồi ạ. Bóc ra kiểm tra đi. Thế đấy, Duy được thời gian vừa rồi thì bán hàng rất nhiều trường hợp, em ơi miễn ship chị nhé, ôi khổ lắm. Khổ đừng có làm cho người bán hàng phải bán nhà anh chị nhá. Ok chưa? Bán hàng thôi, bán chăn ga không bán nhà đâu nhá. 199k kèm nhện xanh kèm số loại Duy. Ok chưa? Đây là mã nhện xanh anh chị nhá. Spider-Man 63 tỉnh thành, thanh toán tại nhà mình và được kiểm tra hàng trước khi nhận. Ok chưa? Đồng giá cho tất cả kích thước giường luôn. Đây, anh chị em nghe kỹ nhá. Rất là đông anh chị đang xem livestream như vậy, Duy không đọc chốt đơn nhá, Nghe thật được kỹ cho Duy làm gì ạ? Bóc hẳn hàng ra kiểm tra nhá. Đừng có bóc hờ hờ. Bóc hẳn ra, không giống giới thiệu, không giống trên livestream như vậy ấy.
không sống trên livestream, không trả tiền nữa. Ok chưa? Duy tuyên bố luôn là như vậy. Chứ anh chị em Duy nói thật với anh chị là một ngày Duy bán quá nhiều hàng ấy, giới thiệu một kiểu, gửi hàng một kiểu đúng không? Ngày mai lên livestream kiểu gì bị chửi sắp mặt, cái livestream của Duy bị chửi sắp mặt luôn đấy, anh chị em khẳng định anh chị em luôn. Chất liệu là cốt tông poly, kích thước chăn là 1m9 x 2m1, nghe kỹ nhá. Cốt tông poly, sản phẩm này nó hợp lý vào mùa hè nhá, nó hợp lý thôi, không phải quá đẹp đâu, nó hợp lý thôi. Tại vì với giá này thì không thể đẹp, không thể rất đẹp được. Chất liệu là cốt tông poly combo này, một chăn hè, hai vỏ gối đầu, một vỏ gối ôm, một ga theo kích thước giường là ga chun bọc nhá. Ga chun bọc, ok chưa? Một ga theo kích thước giường 1m62, 1m8, 2m, 2m, 2m2, đệm cao 10 phân, 20 phân, 30 phân, 40 phân đi. Ngày hôm nay kích thước giường để Duy lo anh chị nhá. Cả bộ sản phẩm chăn ga gối như vậy, thị trường đang bán có rẻ anh chị nhá. Có rẻ. Cả bộ sản phẩm như vậy, thị trường bán có rẻ, ít nhất phải 300-400 một bộ. 300-400 bộ là chuyện bình thường, đến tay anh chị em ấy, nó còn tùy kích thước đúng không? Đấy là thị trường bán. Ngày hôm nay trên livestream của Duy, cả một combo chăn ga gối như vậy, cả bộ sản phẩm như vậy, 199k một bộ. Ok chưa? Đồng giá cho tất cả kích thước giường luôn, kể cả nhựa cỡ nhựa size. Và anh chị em mua hàng được kiểm tra hàng trước khi nhận, đồng phí ship cho một đơn hàng là 30k. Anh chị em mua một bộ một chăn, một ga, một gối, hay là một bộ, hai bộ, ba bộ, bốn bộ, đồng phí ship cho gì là 30k cho một đơn hàng. Hiện tại vì bán rẻ quá rồi, không miễn ship được đâu. Miễn ship là bán nhà, bán ga đâu, bán nhà đâu nhá. Ok chưa? 199k kèm cầu vồng, kèm số điện thoại Duy trên giường là mã cầu vồng nhá. Bây giờ Duy sẽ tiếp tục qua màu, hệ thống sẽ tự động lên đơn, Duy không đọc chút đơn nữa nhá. 199k kèm màu, kèm số điện thoại Duy là hệ thống sẽ tự động lên đơn. Anh chị em lấy màu gì comment đúng mã Duy nhá. Ok chưa? 199k kèm tim bé, kèm số điện thoại Duy, đây là màu tim bé, 63 tỉnh thành, thanh toán tại nhà mình và được kiểm tra hàng trước khi nhận. Bóc ra kiểm tra Duy, bóc hẳn ra nhá. Đây là mã tim bé, Duy cứ dơ chăn thôi nhá. Duy cứ dơ chăn cho người chọn màu. Anh chị em nhận hàng là nhận cả một combo đấy, cả bộ, cả chăn là ga gối luôn. Đây là mã tim bé, 199k kèm tim bé, kèm số điện thoại. 199k kèm báo hồng, kèm số điện thoại. Đây là mã báo hồng này chị nhá. 63 tỉnh thành, thanh toán tại nhà mình và được kiểm tra hàng trước khi nhận. Đấy, ngày nào chẳng ngủ đúng không? Ngày nào cũng ngủ. Thế nên chúng ta phải chăm sóc giấc ngủ theo mùa anh chị nhá. Mùa đông chúng ta dùng sản phẩm mùa đông, mùa hè chúng ta dùng sản phẩm mùa hè. Ok chưa? Duy đang live stream trên rất là nhiều máy như vậy, Duy không đọc chốt đơn đâu ạ. Hệ thống sẽ tự động lên đơn anh chị nhá. Tất cả sản phẩm đều giống nhau, chỉ khác nhau về màu sắc thôi. 199k kèm HM Low, kèm số điện thoại Duy. HM Low anh chị nhá. HM Low Duy, chăn của nó như thế nào thì ga gối của nó sẽ là như vậy. Đúng rồi, mua luôn 2-3 bộ như vậy cho nó rẻ đi. Đừng có mua một bộ. Ôi chợ, đừng có mua một bộ, mua luôn 2-3 bộ cho nó rẻ anh chị nhá. 199k kèm HM Cam, kèm số điện thoại Duy. 63 tỉnh thành, thanh toán tại nhà mình cho Duy. Đây là màu cam anh chị nhá. HM Cam cho Duy. Giường 1m62m, giường 1m82m, giường 2m52. Ngày hôm nay bóc hẳn ra kiểm tra anh chị nhá. Chất liệu là cốt tông poly đấy, cứ nhắc đi nhắc lại cho anh chị em như vậy. Để làm gì? Để anh chị em nhận hàng đúng không? Bóc cứ kiểm tra, mua hàng là Duy là như vậy. Tại Duy bán rất là nhiều, Duy nói rồi, Duy bán rất là nhiều. Duy muốn khách hàng của Duy phải thật là thoải mái. Anh chị em cứ bóc hẳn ra kiểm tra nhá. Không giống giới thiệu, không giống trên livestream, không trả tiền nữa. Đây là màu ghi phần chi xanh, 199k kèm ghi phần chi xanh, kèm số điện thoại Duy. Chăn của nó như thế nào thì ga gối nó sẽ như vậy. Kích thước chăn là 1m9 x 2m1, kích thước ga giường là theo kích thước giường nhà anh chị em. Ok chưa? 199k kèm Givenchy đen, kèm số điện thoại Duy. Đây là mẫu Givenchy đen. Trên giường là mã cầu vồng anh chị nhá. Cầu vồng, đây là mã Givenchy đen. 63 tỉnh thành Duy nói rồi ạ. Giường 1m62m, giường 1m82m, giường 2m52, Duy đều đồng giá hết. Ok chưa? Bình thường mua bao nhiêu tiền một bộ sản phẩm chăn ga gối như vậy, thị trường vẫn đang bán có rẻ, 700-800 một bộ. À có mắt Duy nhầm ạ. 300-400 một bộ anh chị nhá. 199k kèm hoa hướng dương, kèm số điện thoại Duy. Đây là mã hoa hướng dương. Chăn của nó như thế nào thì ga gối của nó sẽ là như vậy anh chị nhá. Ok chưa? 199k kèm hoa hướng dương, kèm số điện thoại Duy. Đó, một bộ sản phẩm anh chị ạ, một bộ sản phẩm chăn ga gối dành cho mùa hè, đồng màu nhau, nó sẽ thay đổi hoàn toàn không ăn giường ta luôn, rất là đẹp anh chị nhá. 199k kèm kim tiền đỏ, kèm số điện thoại Duy. Ok chưa? Đây là mẫu kim tiền đỏ. Anh chị em nhớ Duy là cứ bóc hẳn ra kiểm tra Duy nhá. Đó, Duy phải dặn anh chị em thật là kỹ, tại vì mua hàng ở đâu Duy không biết. Riêng mua hàng là Duy là như vậy. Bóc hẳn ra kiểm tra, không giống giới thiệu, không trả tiền nữa. 63 tỉnh thành, từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc luôn, từ Bắc vào Nam luôn. Ok chưa? Miền Bắc thì tầm khoảng 3 ngày, chắc là 3 ngày Duy nói bây giờ ship, nhà Duy ship rất nhanh luôn. Chỉ 2-3 ngày cho miền Bắc thôi. Miền Nam thì 3 ngày đến 5 ngày, ở miền Trung thì 3 ngày đến 5 ngày, còn miền Nam là 5 ngày đến 7 ngày. Đó, đó là chậm nhất đấy. Ok chưa? 199k kèm kim tiền đỏ, kèm số điện thoại Duy. Đây là mẫu kim tiền đỏ anh chị em nhá. Ok chưa? Một bộ sản phẩm
chăn ga gối dành cho mùa hè. Duy không đọc chốt đơn đâu bạn ơi, Duy không đọc chốt đơn đâu, yên tâm, có số điện thoại như vậy là có đơn rồi. 199k kèm, đây là mẫu hoàng gia xanh anh chị em nhá. Đó, màu này Duy bán nhiều lắm ấy, màu này bán rất là nhiều luôn. 199k kèm hoàng gia xanh kèm số điện thoại Duy. Đồng phí ship cho một đơn hàng là 30k. Mua một bộ, hai bộ, ba bộ, ngày hôm nay bán rẻ quá rồi. Thế nên Duy không thể miễn ship được anh chị em nhá. 199k kèm trà lâu kèm số điện thoại Duy. Đây là mẫu trà lâu bán rẻ lắm ấy, rẻ gọi là rẻ nhất của đất luôn ấy, thế nên là không thể miễn ship được anh chị em nhá. Miễn ship và bán nhà luôn, Duy nói rồi ạ. 199k kèm trà lâu kèm số điện thoại Duy. Đây là mẫu trà lâu anh chị em nhá. Tất cả sản phẩm đều giống nhau, chỉ khác nhau về màu sắc. Anh chị em lấy màu gì có comment đúng mã gì là được. 199k kèm lá ngọc kèm số điện thoại anh chị ạ. Một bộ sản phẩm anh chị ạ. Một bộ sản phẩm chăn ga gối dành cho mùa hè quá là hợp lý luôn, nó hợp lý luôn anh chị, nó rất là hợp lý luôn, cả chăn ở ga gối đồng màu nhau luôn, và Duy đồng giá cho tất cả kích thước giường luôn. Thế nên là anh chị em không cần thắc mắc về kích thước nhá, anh chị em cứ để lại số điện thoại, các bạn nhân viên của Duy sẽ hỗ trợ cho anh chị em luôn là theo kích thước giường nhà mình luôn, kể cả giường nhỡ cỡ nhỡ sai, bình thường mua ga gối khó, ngày hôm nay gặp Duy để Duy lo anh chị nhá. 199k kèm LV báo kèm số điện thoại Duy, mã này là mã LV báo, ok chưa? Đó, kích thước chăn là 1m9 x 2m1, kích thước ga giường là theo kích thước giường nhà anh chị em. Đó, ok chưa? Hệ thống sẽ tự động lên đơn anh chị em nhá. 199k kèm cúc xanh kèm số điện thoại Duy. Đây là mã cúc xanh anh chị, à quên mất, đây là mã hoa xuyến chi, Duy bị nhầm nha, mã này là mã hoa xuyến chi này, không có tí nữa gửi hàng nhầm cho mọi người chết. 199k kèm hoa xuyến chi kèm số điện thoại Duy. Đó, từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc luôn, thanh toán tại nhà mình luôn. Đấy, một bộ sản phẩm không biết bằng một ngày bán rất là nhiều. Một ngày Duy bán nhiều lắm, cái hàng này bán nhiều khủng khiếp luôn anh chị em mua, anh chị em biết là Duy bán rất nhiều. Nếu hàng nhà Duy không đẹp, không hợp lý, không giống trên livestream, không giống giới thiệu thì cái livestream của Duy chắc là bị chửi sấp mặt luôn ấy. 199k kèm cúc xanh kèm số điện thoại Duy. Và quan trọng hơn nữa là tất cả khách hàng mua hàng nhà Duy đều được kiểm tra hàng trước khi nhận. Khuyến khích anh chị em kiểm tra hàng là bóc hẳn ra kiểm tra, đừng có bóc hờ nhá. 199k kèm cúc xanh kèm số điện thoại Duy là hệ thống sẽ lên đơn cho anh chị em luôn. 63 tỉnh thành, ok chưa? Mua hàng mùa dịch cần gì phải đi đâu, mua ngồi nhà đặt hàng, hàng ship về nhà đúng không? Ok.